khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kiến thức gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi những thông tin rất hữu ích cho các gia đình, phương pháp chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ sao cho trẻ có thể phát triển thật toàn diện. Và bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn cho chị em phụ nữ hiện đại cách lựa chọn những dụng cụ nhà bếp thật an toàn và tiện lợi. Và ngoài ra, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ còn tư vấn cho quý vị và các bạn những loại thuốc thật cần thiết và tiện dụng cho tủ thuốc của mỗi gia đình. Trong chương trình Kiến thức gia đình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một loại thực phẩm rất tốt cho các gia đình với sự tham gia của Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và anh Trần Đình Hùng, đại diện thương hiệu vịt Thành Trấn. Vâng, lời đầu tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và Mai Trang thì có đọc được trong một số tài liệu thì có được biết rằng thịt vịt là một thực phẩm có thể bồi bổ cơ thể rất là tốt trong khí trời ẩm và giúp cho cơ thể chống lại những cái căn bệnh do thấp nhiệt gây ra. Giá trị dinh dưỡng của thịt vịt thì có bao gồm hàm lượng protein rất là cao này, hay là các vi chất dinh dưỡng như là canxi hay là sắt. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về giá trị dinh dưỡng của thịt vịt đối với sức khỏe không ạ? Nói thịt vịt thì cũng nhóm thuộc nhóm thịt gia cầm. Thế nhưng mà nếu như so với thịt gà ấy, thì thịt vịt thì tuy là cái hàm lượng protein thì không cao bằng thịt gà nhưng mà nó cũng phải đến 18g protein trong 100g thịt vịt. Thế và thứ hai nữa là cái thành phần thứ hai trong thịt vịt đó là chất béo. Thì đương nhiên là trong thịt vịt thì hàm lượng chất béo cũng khá cao. Nhưng mà cũng rất là may là cái hàm lượng chất béo nó cao nhưng mà nó lại chủ yếu là các axit béo chiên no là nhiều hơn, chứng thành phần nhiều hơn. Thế chính vì vậy cho nên là nếu như mà không bị béo thì nếu mà ăn thịt vịt thì là nếu mà ăn cả những cái mỡ của vịt thì rất là tốt, bởi vì là nó chứa những cái axit béo chiên no như vậy. Ngay cả với những người bệnh tim mạch, bệnh huyết áp các thứ là ăn cũng có thể ăn được, bởi vì là đây là những cái axit béo chiên no. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì còn có sự hiện diện của một vị khách mời nữa, đó là anh Trần Đình Hùng, đại diện thương hiệu vịt Thành Trấn ở địa chỉ số 94 đường Khâm Thiên. Và món vịt quay ở cơ sở của anh thì được chế biến như thế nào để vừa ngon mà lại vừa đảm bảo được chất dinh dưỡng ạ? Từ không nguyên liệu của cửa hàng là nguồn vịt đảm bảo phải ngon, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả các sản phẩm đều có giấy kiểm dịch, có kết hợp với gia vị và thuốc bắc cùng với chế độ quay như thời gian đến nhiệt độ thích hợp để đạt được món vịt ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Và để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ thêm về một món ăn ngon được nhiều người lựa chọn, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến tham quan một món ăn ngon ở Hà Nội qua phóng sự ngắn của chúng tôi. Ở Hà Nội có nhiều đặc sản, nhưng có lẽ với nhiều gia đình, món vịt quay ở cửa hàng vịt Thành Trấn ở địa chỉ số 94 Khâm Thiên, Hà Nội đã trở thành một trong những địa chỉ ẩm thực hấp dẫn và níu chân biết bao thực khách, và dần trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình và đặc biệt là bữa cơm gia đình trong ngày cuối tuần. Hôm nay anh mua lần đầu tiên ở đây, nhưng mà thấy là đồ là ngon lắm. Em ăn ở nhiều quán vịt khác rồi, mà thấy quán vịt này là ngon nhất. Sở dĩ món vịt quay Thành Trấn hấp dẫn các gia đình và thực khách là bởi ở đây áp dụng kỹ thuật và bài thuốc quý cổ truyền rất cầu kỳ của người Trung Quốc. Để có được đĩa thịt vịt quay ngon, phải chú trọng từ khâu nuôi, giết mổ đến tẩm ướp. Ngoài ra phải chú trọng đến phương pháp quay sao cho không bị ám mùi khói. Tại cơ sở vịt quay Thành Trấn, hiện nay đang áp dụng phương pháp sử dụng nguồn nhiệt từ đá cuội làm chín da vịt, khiến cho da vịt chín vàng, ngon, thịt vịt săn chắc, ngọt và đặc biệt không ám mùi khói. Và đó cũng là bí quyết vì sao mà món vịt quay Thành Trấn gắn bó với người Hà Thành lâu bền đến như vậy. Hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có thêm những kiến thức trong việc lựa chọn thực phẩm cho gia đình của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào lứa tuổi trẻ nhỏ ăn dặm, các bà mẹ thường gặp phải rất nhiều những bỡ ngỡ, những thắc mắc muốn được giải đáp, muốn được sẻ chia. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ dành phần lớn thời lượng để trả lời những câu hỏi quý vị gửi về để giúp các bà mẹ có thêm những kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ ở lứa tuổi ăn dặm. Và xin được giới thiệu vị khách mời tham gia trong chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Khi bước vào lứa tuổi ăn dặm thì trẻ nhỏ cần phải được bổ sung loại bột có thành phần dinh dưỡng như thế nào thưa bác sĩ?
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Tổ chức UNICEF thì khi trẻ tròn 6 tháng tức là 180 ngày thì chúng ta mới nên bắt đầu cho các cháu ăn dặm hay là ăn bổ sung. Và gọi là ăn bổ sung thì chúng ta phải chế biến các cái thức ăn cho các cháu gọi là có đầy đủ các cái nhóm thực phẩm khác nhau, ví dụ nhóm cung cấp chất đường bột, nhóm cung cấp chất đạm, nhóm cung cấp chất béo, nhóm cung cấp vitamin và khoáng chất. Và đặc biệt nữa là cái thức ăn ăn dặm nó phải thích hợp theo cái nhóm tuổi của các cháu nữa. Và để giúp cho quý vị và các bạn có thêm những thông tin trong việc lựa chọn bột gạo xay sẵn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi ngay sau đây. Khi bé tròn 6 tháng tuổi cũng là lúc sữa mẹ không thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ. Vì vậy, trẻ cần được bổ sung thêm những thức ăn khác ngoài sữa mẹ như các loại bột cháo dinh dưỡng. Trên thị trường hiện nay, loại sản phẩm này rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, không phải thương hiệu nào cũng được các cơ quan chức năng kiểm định và có độ tin cậy cao. Bởi thế, các bà mẹ thường rất băn khoăn khi chọn bột ăn dặm cho con trẻ. Điểm khác biệt của bột dinh dưỡng Thành Dâu là bột được lựa chọn từ nguồn nguyên liệu sạch kết hợp với bí quyết rang xay gia truyền hơn 20 năm kinh nghiệm, mang đến cho người tiêu dùng nguồn dinh dưỡng đặc biệt thơm ngon. Với tâm lý là một người mẹ thì mình rất là kỹ tính trong việc chọn lựa các sản phẩm cho bé ăn dặm. Từ khi bé nhà mình bắt đầu biết ăn dặm thì mình đã được bạn bè giới thiệu sản phẩm bột mịn của nhãn hiệu Thành Dâu. Sau một quá trình sử dụng thì mình thấy là bé tăng cân rất là đều, bé ăn ngon miệng. Bột Thành Dâu với thành phần của bột chủ yếu là ngũ cốc trong nước có sẵn như hạt sen, gạo tấm, đỗ xanh, đậu Hà Lan, đỗ trạch, đỗ trứng. Đây là những nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Khẩu phần ăn hàng ngày quyết định rất lớn đến sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Chính vì vậy, các gia đình cần phải lựa chọn bột sao cho đảm bảo được giá trị dinh dưỡng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Và bột Thành Dâu tự hào đồng hành với các gia đình trong việc mang lại nguồn dinh dưỡng quý giá để bé yêu phát triển toàn diện. Chúc cho các bé yêu thật khỏe mạnh và mau lớn với bột dinh dưỡng Thành Dâu. Vâng, theo dõi phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã hiểu rõ hơn về bột Thành Dâu cũng như việc lựa chọn bột ăn dặm cho trẻ nhỏ. Và quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay thì Diễn đàn Kiến thức Gia đình đã nhận được không ít những chia sẻ cũng như những câu hỏi mà quý vị gửi về. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục chương trình với phần trả lời thư của quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, sau đây sẽ là một câu hỏi của một vị khán giả có số điện thoại 0993231013 có hỏi rằng: bác đã chăm 4 cháu cả nội cả ngoại và đều lựa chọn bột Thành Dâu có chất lượng tốt, các cháu ăn ngon miệng và phát triển tốt. Tuy nhiên, bác có lo ngại là hiện nay tình trạng hàng nhái, hàng giả xuất hiện tràn lan. Bác muốn hỏi là thương hiệu bột Thành Dâu thì có bị làm hàng nhái, hàng giả hay không và làm thế nào để mua được sản phẩm có chất lượng tốt? Về mặt cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng chưa thấy nghe tin là bột Thành Dâu bị sản xuất nhái. Và cũng như của doanh nghiệp thì cũng chưa có cái phản ánh là trên thị trường có những cái bột mà gọi là sản xuất theo cái tên của nhà sản xuất. Thì tôi nghĩ là chắc chắn thì chúng ta cũng, bà mẹ cũng yên tâm và nên tìm theo cái địa chỉ của nhà sản xuất chính thống để mua thì tốt hơn. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và Mai Trang nghĩ rằng ở góc độ chuyên môn thì bác sĩ Lâm chỉ có thể trả lời khái quát như vậy thôi. Và người có thể giúp bác giải đáp câu hỏi này một cách chính xác nhất chính là đại diện cơ sở bột Thành Dâu. Và chương trình cũng xin được giới thiệu tới bác số điện thoại của đại diện cơ sở bột Thành Dâu để bác trực tiếp liên hệ. Đó là 04-221-44099, 0913-044-620. Vâng, bác có thể ghi lại số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình để có thể giải đáp những thắc mắc vừa rồi. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những phần tiếp theo. Rất nhiều học viên hay các gia đình muốn tìm cho con ngành học để sau khi tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và văn bằng để mở phòng chuẩn trị y học cổ truyền. Với mong muốn này thì lựa chọn ngành học y sĩ y học cổ truyền là một lựa chọn phù hợp. Trong quá trình học tập, y sĩ y học cổ truyền được rèn luyện về y đức, kiến thức, kỹ năng cơ bản về y học hiện đại và y học cổ truyền phương Đông, có khả năng tiếp thu, kế thừa và phát triển y học cổ truyền Việt Nam với y học cổ truyền hiện đại trong phòng bệnh và chữa bệnh.
y sĩ y học cổ truyền có thể thực hiện được y lệnh của bác sĩ, phát hiện và xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu, thừa kế các phương pháp kinh nghiệm bài thuốc chữa bệnh bằng y học cổ truyền của nhân dân địa phương, chế biến và bào chế một số dạng thuốc y học cổ truyền thông thường, hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam để chữa một số chứng bệnh tại nhà, hướng dẫn người dân thực hiện các phương pháp phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền. Với các chuẩn kỹ năng như biết kê đơn thuốc chữa bệnh thường gặp ở tuyến cơ sở và làm được các thủ thuật châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, biết làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, v.v. Ngoài việc mở phòng khám chuẩn trị y học cổ truyền, y sĩ y học cổ truyền cùng với chứng chỉ hành nghề có thể công tác tại tuyến y tế cơ sở, tuyến huyện, khoa y học cổ truyền, bệnh viện đa khoa, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện, phòng khám tư. Có thể nói, hiểu về đặc thù, những thuận lợi và khó khăn trong nghề là một việc rất quan trọng để các em đánh giá năng lực bản thân và bước đi trong hành trình nghề nghiệp. Nhiều học viên do yêu công việc của người thầy thuốc nhưng không đủ điểm đỗ vào trường đại học khối y dược nên đã lựa chọn theo học chuyên ngành y sĩ đa khoa thay vì lựa chọn một ngành nghề khác. Đây cũng là chuyên ngành được nhiều bạn trẻ lựa chọn hiện nay. Công việc của y sĩ đa khoa là trợ giúp bác sĩ trong việc khám chữa bệnh và thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh tại trạm y tế, trung tâm y tế, phòng khám, bệnh viện. Hiện nay, việc theo học ngành y sĩ đa khoa, y sĩ y học cổ truyền ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các học viên có thể đăng ký học tại trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác. Ở các tỉnh khác, các học viên có thể đăng ký các cơ sở đào tạo do trường liên kết. Đây là trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép mã y sĩ đa khoa, y sĩ y học cổ truyền hệ chính quy theo chuẩn của Bộ Y tế. Các học viên ngoài việc được truyền thụ kiến thức từ các giáo sư, nhà giáo ưu tú, các em còn được thực hành tại các bệnh viện lớn. Hiện nay, các chương trình chuyển đổi văn bằng 2 cũng đã khá đa dạng, phù hợp với yêu cầu thực tế công việc của các em. Các học viên có thể học văn bằng 2 y sĩ y học cổ truyền và dược sĩ y học cổ truyền để sau khi ra trường bằng kinh nghiệm chuyên môn, các em vừa có thể khám chữa bệnh vừa có thể bốc thuốc, hoặc chuyển đổi văn bằng đối với các đối tượng có bằng tốt nghiệp từ Tây y muốn chuyển sang Đông y, từ dược sĩ y học cổ truyền và y sĩ đa khoa sang y sĩ y học cổ truyền để phục vụ tốt hơn cho công việc. Ngành y vốn là một nghề cao quý trong xã hội, hình ảnh những y sĩ khoác lên mình chiếc áo blue trắng để trị bệnh cứu người luôn là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Song song với việc lựa chọn ngành học thì sự rèn luyện của các em về chuyên môn, kỹ năng, đạo đức để được xã hội chấp nhận, trân trọng thì đó mới là bí quyết để các em luôn vững vàng với nghề nghiệp mà mình đã chọn. Theo thống kê của khoa khớp Bệnh viện Bạch Mai thì có khoảng 10,4% số bệnh nhân đến khám và điều trị bị bệnh thoái hóa khớp. Trong đó, thoái hóa khớp gối chiếm khoảng 13% tổng số bệnh nhân thoái hóa khớp. Tỷ lệ này có xu hướng ngày càng tăng, độ tuổi trung bình của người bị thoái hóa khớp là từ 45 đến 50 tuổi. Thoái hóa khớp gối là biểu hiện của thương tổn trên bề mặt sụn khớp. Nguyên nhân thoái hóa khớp gối có rất nhiều, có thể do quá trình già hóa của cơ thể và hệ xương khớp, có thể do chấn thương đó có thể làm cho sụn khớp bị tổn thương hoặc do bệnh nhân không được điều trị đúng sau chấn thương, dẫn đến lệch trục khớp gây thoái hóa khớp từ từ. Ngoài ra, người quá mập cũng rất dễ bị thoái hóa khớp gối do trọng lượng cơ thể dồn lên hai khớp gối quá nhiều, mất cân đối khiến cho sụn khớp quá tải, nhanh hao mòn và hư dần theo thời gian. Một nguyên nhân khác là do sử dụng thuốc, trong đó sử dụng thuốc corticoid không đúng cũng có thể gây thoái hóa khớp gối do chế độ ăn uống lao động không phù hợp. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của cái thoái hóa khớp gối đó là cái khớp nó đau, hạn chế vận động, phát cái tiếng lạo xạo và tuy nhiên thì là ít có những các cái biểu hiện là nóng hay là đỏ khớp. Theo các bác sĩ chuyên khoa, có nhiều thuốc được nghiên cứu, nhưng glucosamine là một trong ba chất duy nhất hiện nay được FDA và EMA công nhận có hiệu quả trong việc điều trị thoái hóa khớp. Glucosamine sunfat dạng Viatrin S là hoạt chất có hiệu quả cao nhất, dễ hấp thu và dung nạp tốt nhất. Glucosamine tham gia vào quá trình chuyển hóa tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Mặt khác, glucosamine sunfat dạng Viatrin S đồng thời ức chế hiệu quả enzyme phá hủy sụn khớp. Hơn nữa, glucosamine còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, làm giảm quá trình mất canxi của xương. Viatrin S là một cái thuốc mà chống thoái hóa khớp rất là có hiệu quả. Cái bản chất của Viatrin S là glucosamine sunfat dạng vi tinh thể. Và hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều những các cái loại glucosamine khác nhau, nhưng đa phần thường thường chỉ là cái glucosamine hydrochloride. Và người ta thấy rằng là
các cái thử nghiệm lâm sàng đã chứng tỏ rằng là những các cái thực phẩm chức năng mà loại như vậy thường thường không có giá trị. Và ngay cả những các loại glucosamine sunfat của các cái hãng khác ấy, thì cũng không có chứng tỏ được có nhiều hiệu quả trong cái việc điều trị thoái hóa khớp. Và chỉ có riêng cái loại thuốc Viactin S là loại glucosamine sunfat dạng vi tinh thể là được châu Âu cho phép sử dụng dưới dạng thuốc và đã được chứng minh cái hiệu quả lâm sàng và hiệu quả giảm cái tiến triển của thoái hóa khớp ở trên X quang. Thì thuốc có cái tác dụng làm phục hồi cái sụn khớp bị tổn thương, làm giảm cái quá trình tiêu hủy sụn khớp và cải thiện cái chức năng của khớp. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích trong việc điều trị, bảo vệ sức khỏe xương khớp một cách hiệu quả, an toàn và có giá trị bền vững theo thời gian. Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, khiến các bậc phụ huynh khá đau đầu trong việc chăm sóc con cái bởi tính tái đi tái lại và các biến thể nghiêm trọng của bệnh. Là cơ quan đầu ngoài cùng tiếp xúc với không khí nên hầu như mọi điều kiện bất lợi của môi trường đều do đường hô hấp trên gánh chịu hết, như bụi, lạnh, nóng, hơi độc, kể cả virus, vi khuẩn, nấm mốc. Viêm đường hô hấp trên là một tổ hợp bao gồm các bệnh cảm lạnh, viêm mũi họng, viêm xoang, viêm thanh quản, viêm tai giữa, chảy mủ tai, viêm VA, viêm amidan. Bệnh nếu không được xử lý đúng cách kịp thời có thể dẫn đến những biến thể nghiêm trọng. Thì các cái triệu chứng của viêm đường hô hấp trên thì như chúng ta đã biết là 80% do virus, đó là bao gồm sốt, viêm long đường hô hấp trên, hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi, đau rát họng, ho, khản tiếng, hoặc là đau, mệt mỏi, đau đầu. Thế thì thường thời gian ủ bệnh thì ngắn và tốc độ các cái biểu hiện bệnh thì nhanh và các cái triệu chứng xuất hiện thì ồ ạt. Thì hầu hết các cái trẻ em thì có hệ miễn dịch khỏe mạnh thì viêm đường hô hấp trên sẽ diễn biến kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần. Và trong một số trường hợp các cái bệnh nhân mà trẻ em có nguy cơ cao thì có thể nó diễn biến nặng hơn và có nguy cơ là bội nhiễm hoặc là sẽ gây những viêm đường hô hấp dưới. Ở trẻ nhỏ, một trong những đối tượng dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp do hệ miễn dịch còn non yếu thì việc tăng cường chăm sóc dự phòng đối với bệnh viêm đường hô hấp, tăng sức đề kháng nói chung và sức đề kháng đối với các vi khuẩn gây ra bệnh viêm đường hô hấp là rất quan trọng. Theo các chuyên gia đầu ngành về nhi khoa hô hấp, trẻ có thể dùng tăng cường miễn dịch Bronchovasom. Bronchovasom chiết xuất từ 8 loại vi khuẩn có tác dụng phòng và điều trị nhiễm khuẩn hô hấp do cả nguyên nhân vi khuẩn và virus. Loại thuốc này không những kích thích miễn dịch tại chỗ thông qua kích hoạt các mô lympho ở niêm mạc hô hấp, mà còn kích thích miễn dịch toàn cơ thể thông qua việc kích hoạt hoạt động của các đại thực bào và hiện tượng thực bào. Quá trình thanh lọc tế bào cũng như làm gia tăng nồng độ IgA trong nước bọt và huyết tương, IgG trong máu. Loại thuốc này được chứng minh là hiệu quả không những trong việc phòng ngừa và làm giảm tần suất các đợt nhiễm khuẩn hô hấp trên, làm giảm và phòng ngừa những đợt tái phát của viêm mũi xoang do cả vi khuẩn và virus. Ở dòng thuốc dành cho trẻ em, Bronchovasom có tác dụng ngăn ngừa nhiễm khuẩn tái phát đường hô hấp và nhiễm khuẩn cấp kịch phát của viêm phế quản mãn tính. Bronchovasom làm giảm sự tiến triển của bệnh viêm đường hô hấp, bệnh nhẹ hơn và rút ngắn thời gian bị bệnh, giảm tần suất bị viêm đường hô hấp và cơ thể có thể sản xuất ra kháng thể. Để điều trị dự phòng hoặc điều trị củng cố, mỗi ngày uống một viên khi đói, dùng 10 ngày liền trong mỗi tháng, dùng trong 3 tháng. Trong giai đoạn cấp tính, có thể cho trẻ uống mỗi ngày một viên khi đói tới khi hết triệu chứng, nhưng phải dùng ít nhất là 10 ngày. Sau khi được dùng cái Bronchovasom thì đứa trẻ có thể là sản xuất ra những cái kháng thể chống lại những cái vi khuẩn mà chứa trong cái Bronchovasom đó. Thì nếu mà được dùng thì khi đứa trẻ bị bệnh thì có thể bị nhẹ hơn hoặc là ít bị bệnh hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, Bronchovasom là một loại thuốc nên có trong tủ thuốc của các gia đình, bởi chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ đúng cách là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ để mang lại cuộc sống hạnh phúc và tương lai tươi sáng bền vững của mỗi người, mỗi gia đình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã đồng thời khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng rằng sau khi theo dõi chương trình Kiến thức gia đình, quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin rất hữu ích cho việc chăm sóc gia đình của mình. Và sau đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.